Ngọc An là một trong những dòng gỗ thơm được rất là nhiều anh chị em nhà mình ưa chuộng. Và ngày hôm nay thì đồ gỗ Phạm Kính xin giới thiệu đến tất cả quý anh chị em nhà mình một tác phẩm được làm trên chất liệu gỗ Ngọc An. Đó là tác phẩm Thiền Thư hay còn gọi là Tóc Ba Chân ạ. Và như anh chị em nhà mình đã biết thì trong phong thủy, Thiền Thư là một linh vật có ý nghĩa đó là chiêu tài hút lộc và mang lại vận may tiền tài cho gia chủ mình. Và với cái sản phẩm này đây thì bên em làm nguyên trên một phôi Ngọc An với kích thước rất là lớn, cao là 43, ngang là 64 và chiều sâu của sản phẩm cũng là 64 các bác mình nhé. Và với cái tác phẩm này thì thợ đục liền khối 100% và hàng bên em vẫn để mọc ạ. Và các bác nhà mình có thể cùng ngắm cho em từng đường nét chi tiết đục tỉa của tác phẩm này. Đây các anh chị em có thể nhìn thấy từ diện mặt cổ phụ Thiền Thư đây ạ, cũng được thợ bên em trau chuốt rất là kỹ, từ những cái phần lông mi này hay là cái ánh mắt này đấy ạ, cũng được thợ bên em đính đá để tạo nên tác phẩm nó được thần thái hơn. Và từ những cái phần miệng của ngài đây, đây ạ, miệng của cụ Thiền Thư thì các chị em nhìn thấy là bên em có cho ngậm một đồng tiền và hai bên cạnh đây thì ngậm những cái dây tiền các bác nhà mình nhau, những dây tiền cũng được thợ chạm trổ rất là kênh bông. Và đặc biệt thì Thiền Thư hay còn gọi là Tóc Ba Chân thì các bác nhìn ở cho em ở phía sau đây ạ, là một chân đua ra và cũng được thợ bên em đục tỉa từng ngón chân nhá các bác nhà mình nhau. Hay trên cái phần này thì đó là những cái phần da đã được bên em châm di sần rất là kỹ càng. Và với cụ Thiền Thư này thì đang ngồi bệ vệ trên một khối tiền vàng ở dưới đây ạ, những tiền đồng tiền này, những thỏi vàng để tạo tác phẩm được độc đáo hơn. Và với tác phẩm này thì nếu anh chị em nào nhà mình hữu duyên hoặc là có không gian rộng và lớn thì các bác nhà mình có thể tham khảo ngay một tác phẩm Thiền Thư được làm trên chất liệu gỗ Ngọc An. Và anh chị em nào nhà mình mà có nhu cầu BU thì bên em cũng sẽ BU cho các bác nhà mình nhé. Và nếu mà quan tâm tác phẩm này thì các bác nhà mình hãy nhanh tay liên hệ qua số Zalo của bên em đó là 0338 528 529 hoặc 0866789910 thì em gái sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em mình có thể được tham khảo rõ nét hơn nhé.